phối màu mới của Adidas Harden Vol 4 là nguồn cảm hứng từ huyền thoại Allen Iverson. Để thể hiện sự tôn trọng đến một huyền thoại, một biểu tượng lớn trong cộng đồng người chơi bóng rổ, Adidas và Reebok đã kết hợp cùng nhau tạo nên một câu nối mang tên Adidas Harden Vol 4 Fashion. Sự nghiệp thi đấu của Allen Iverson có nhiều điểm đáng ngưỡng mộ. Một trong số đó là văn hóa đường phố mà anh đã mang đến với NBA. Một trong những giải đấu có trị giá hàng tỷ đô la được ảnh hưởng bởi một cầu thủ có khởi đầu từ mặt đất. Dù đã giải nghệ được một thời gian dài, nhưng những gì mà The Answer ghi dấu ấn trong lòng mọi người vẫn cực kỳ rõ nét. Và để tri ân điều này, Adidas đã kết hợp cùng với Reebok để ra mắt một mẫu giày hướng về sự tri ân về Allen Iverson và Reebok Question, mẫu giày signature năm xưa của AI. Thể hiện sự tôn trọng đến một huyền thoại, một biểu tượng lớn trong cộng đồng người chơi bóng rổ, Adidas và Reebok đã kết hợp cùng nhau tạo nên một cầu nối giữa nền văn hóa cổ điển với phong cách và công nghệ hiện đại. Giữa đội chất chơi ở trong và cả ngoài sân bóng, giữa James Harden và Allen Iverson. Sự hợp tác lần này mang đến bản thiết kế có những nét tinh túy từ cả hai mẫu giày thửa riêng của hai cầu thủ. Các chi tiết nổi bật về ngoại hình cũng được bảo tồn để cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối phiên bản gốc. Bỏ qua việc mọi hoạt động thể thao đang phải tạm hoãn vì Covid-19. Vào ngay lúc này đây, người tiêu dùng đã có thể tìm mua Adidas Harden Vol 4 Question trên website chính thức của hãng. Mức giá bán lẻ đề xuất hiện tại là 130 đô la, chưa bao gồm thuế và phí vận chuyển tại thị trường Bắc Mỹ, tương đương với khoảng 3,6 đến 4 triệu đồng Việt Nam.